Bạn bị thừa cân, bạn bị béo phì, bạn tự ti vì mình quá béo, chẳng giúp được gì cho xã hội. Hãy tham khảo con gấu trúc này, chỉ bằng những ngón tay mũ mĩm, nó đã đánh bay một tên báo điên hùng tợn, đem lại bình yên cho bách tính. Chào mừng anh em đến với recap series Võ Gấu Trung Hoa của The Reviewer. Qua một góc nhìn khá là quằn quại, mở đầu phim, một con gấu trúc đang tả xung hữu đột, kề vai sát cánh với năm siêu thú, chiến đấu chống lại những kẻ địch xấu xa. Trong cơn mê cậu là trùm linh thú, tỉnh cơn lú chỉ là chú gấu po. Tuy rất đam mê võ thuật, thậm chí sưu tầm đủ cả ngũ đại hào kiệt, nhưng cậu luôn cảm thấy lạc lõng vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Xuất hiện trong đời để cản bước đam mê của Po là ông bố Ping, người sở hữu quán mì 5 sao Michelin. Ông muốn Po trở thành một người nối nghiệp, nhưng Po ứ chịu. Tại một ngọn núi xa xa tên là Hoa Quả Rầm, sư phụ Shifu đang huấn luyện cho ngũ đại hào kiệt bao gồm Trần Dần phiên bản nữ, Tôn Ngộ 007, Bé Na, Thịnh Xếu và Đường Lang Đại Hiệp thì bất ngờ được triệu tập đến Ngọc Điện bởi Ogway, một cụ rùa với sở thích múa cột. Cụ này đã thấy một điểm báo rằng Tài Lăng, kẻ bớt dung thứ sẽ sớm trở lại. Phải hồn Yasuo phiên bản cung phu à? Shifu lo lắng liền xài ngộng danh đến nhà ngục cho gồm yêu cầu tăng cường an ninh nhằm ngăn Tài Lăng tẩu thoát, nhưng cụ bảo ngăn thế đéo nào được, thay vào đó hãy đi tìm một đại hiệp có võ công cao cường xứng đáng với bí kíp thần long, người duy nhất có thể tiêu diệt Tài Lăng một lần và mãi mãi. Ngay lập tức thông báo tuyển chọn thần long đại hiệp được dán khắp nơi, khiến Po muốn ứng tuyển ngay lập tức. Cơ mà tạo hóa đếch yêu ái cho con gấu trúc một đôi cánh, Po đành leo cầu thang lên điện ngọc. Đến nơi thì vừa kịp lúc đóng cửa. Bên trong ngũ đại hảo kiệt đang trình diễn những tiết mục võ thuật đỉnh cao để ứng tuyển cho vị trí thần long đại hiệp. Po háo hức vượt tường để chiêm ngưỡng, nhưng vừa đáp đất thì gặp ngay đại sư Ogway, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Po bất ngờ được tôn làm thần long đại hiệp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Quy đầu đại sư nói đó là thông điệp từ vũ trụ, rồi đưa Po vào trong điện ngọc. Tại đây cậu được chiêm ngưỡng toàn báu vật hiếm như là đồ long đao này, mũi tên John Cena này, song đao bão táp này, và đặc biệt nhất là chiếc bình gôn cực hiếm. Shifu xuất hiện bất thình lình khiến Po giật mình bể còn mẹ nó bình. Sẵn có ác cảm với Po, Shifu bảo cậu đéo có tuổi làm thần long đại hiệp, chỉ có một trong ngũ đại hào kiệt mới đủ tư cách thôi. Để chứng minh luận điểm trên, ông đặt Po vào một bài huấn luyện khắc nghiệt, và tất nhiên Po nhanh chóng bị hành cho như người, đúng như những gì Shifu mong đợi. Ngũ đại hào kiệt cũng tỏ thái độ khinh bỉ, khiến cậu buồn buồn lắm, đến mức ăn sạch cây đào của sự thông thái. Đại sư Ogway tới và động viên rằng hôm qua là yesterday, còn hôm nay là today. Thứ chúng ta cần hướng tới đó là tin tưởng vào tomorrow. Po ngộ ra chân lý, lấy lại sự tự tin. Trong khi đó, Ngỗng Reng theo lời Shifu đến nhà tù cho gồm. Dù đã ra sức cảnh báo về độ nguy hiểm của Tài Lăng, nhưng đám quản ngục vẫn tự tin vào hệ thống an ninh của nhà tù. Reng và quản ngục vừa rời đi thì đột nhiên có một chiếc lồng ngỗng rơi xuống trước mặt kẻ tử tù. Hắn dùng chiếc lồng làm chìa khóa phá bỏ phong ấn. Quản ngục hoảng hốt sai đàn em bắn đại cung tiêu diệt Tài Lăng. Cơ mà bắn ngu quá, không những không giết được hắn mà còn giúp hắn phá khóa, tạo thế cho Đại Long nhảy lên trên, bám vào chiếc thang máy, hạ gục lính canh rồi lao ra ngoài. Tài Lăng nhờ Reng loan tin cho bản dân thiên hạ rằng cơn ác mộng của bách tính đã trở lại. Sáng hôm sau, Shifu triệu tập đồ đệ và rất vui mừng khi không thấy Po đâu. Tưởng thằng nhóc cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhưng không, cậu đang tự mình khổ luyện, trau dồi công lực. Chứng kiến sự quyết tâm và đam mê ấy, Đường Lang Đại Hiệp và Bé Na bắt đầu có cảm tình với Po hơn. Cả hai kể cho Po câu chuyện về thầy Shifu và Đại Long. Hắn vốn là một con báo nhỏ bị bỏ rơi, được Shifu nhặt về và dạy dỗ. Từ đó, Tài Lăng đã bộc lộ năng khiếu võ học. Dưới sự chỉ bảo của sư phụ, con báo nhỏ ngày nào nay đã trở thành báo đời báo đốm. Báo đời báo đốm đâu? Thế nhưng với Tài Lăng như thế là chưa đủ. Hắn tham vọng chiếm đoạt thần long bí kíp, nhưng lại bị đại sư Ogway phát hiện. Thế là Tài Lăng chút giận lên dân chúng, đánh cả sư phụ, buộc vị lão đại sư phải phong ấn lại. Kể từ đó, niềm tin của Shifu dần phai mờ. Để sửa chữa sai lầm năm ấy, ông tự hứa sẽ đào tạo ra một thần long đại hiệp chuẩn ao. Nhưng thế đéo nào lại vớ phải Po. Sự tuyệt vọng của Shifu được đả nổ hai nháy khi Reng báo tin Tài Lăng đã vượt ngục. Quy đầu đại sư nghe được tin này, mồm lẩm bẩm: không phải chuyện của ta, không phải chuyện của tao. Rồi biến mất theo hương hoa mây mù rằng lối. Shifu về báo tin cho Po rằng cậu là người được chọn để solo 1-1 với Đại Long. Nghe xong, Po chạy mất hút hàng lươn. Nhóm ngũ đại hảo kiệt quyết định đón đầu tên báo điên. Sáng hôm sau, Shifu thấy Po hàm ăn, liền nghĩ ra phương pháp huấn luyện đặc biệt. Ông đưa cậu lên hồ nước thần linh, nơi Ogway từng luyện tập, khai sinh ra cung phu. Shifu chính thức nhận Po làm đệ tử, rồi bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc. Nhận thấy Po càng thèm ăn càng ăn khỏe, Shifu đã tận dụng điều này để âm thầm giúp Po luyện tập và rồi tiến bộ từ lúc nào không hay. Trong khi đó, ngũ đại hảo kiệt đối mặt với Tài Lăng trên một cái cầu khỉ, bé Trần Dần mở bát, trao đổi chiêu thức với đối phương. Tuy nhiên, Tài Lăng quá dùy mạnh, hổ baby nhanh chóng bị tẩn cho, biến con mẹ nó dạng thành gói thịt hổ cổng trường. Thấy vậy, cả đội chuyển sang tấn công tổng lực, hay dân gian thường gọi là đánh hội đồng. Thất thế, họ cắt dây cầu, đẩy tên báo điên xuống vực. Nhưng Tài Lăng khinh công như là kinh công, nhảy ngược lên trên một cách dễ dàng. Tao mà săn sớm mấy năm là đủ tuổi làm bố chúng mày ấy. Nói xong, hắn điểm huyệt tất cả. Thịnh Xếu nhanh chóng đưa cả đội trở về điện ngọc để Shifu giải quyết. Trông thấy đám học trò bị đánh cho thân tàn ma dại, Shifu đặt hết niềm tin vào Po và quyết định khui thần long bí kíp trước khi quá muộn.
Và bí kíp đó là đéo có cái mẹ gì cả. Cảm thấy chuyến này không ăn hành thì cũng ăn lòng. Sifu yêu cầu các đệ tử bảo vệ người dân trong thung lũng, còn mình ở đây ghi bàn chân thai lăng. Dân chúng bắt đầu di tản, còn Po thất tiểu trở về quán mì của cha. Thấy con trai ủ rũ, Ping an ủi bằng cách tiết lộ bí quyết của món nước dùng gia truyền. Đó là cũng chả có cái mẹ gì nốt. Vãi lộn. Câu chuyện này có ẩn ý gì? Thì ra, để làm một điều phi thường, quan trọng nhất là phải tin tưởng vào bản thân. Po ngộ ra, lòng tràn đầy tự tin hướng về Điện Ngọc. Tuy nhiên, Thai Lăng đã tới trước và đối mặt với Sifu. Gặp lại nhau, tên phản đồ nằm nào trách móc sư phụ rằng ông chính là nguyên nhân đẩy hắn tới bước đường này. Nói xong, Đại Lòng mang đến cho Sifu một bát phở không thịt nhiều hành. Đúng lúc này, Po tới, nói bố mày là thần Long Đại Hiệp, nhưng có lẽ là thần Điều Đại Bịp. Cả hai tranh đoạt cuốn bí kíp bằng cách dí mặt vào mông nhau, sử dụng lòng trảo thủ, và trời hãy chọn giá đúng. Thai Lăng tức giận vì khứa này cứ làm trò, hắn dồn sức đạp vào mặt khiến Po đâm xuống đất, cú ngã tạo ra cột nấm y hệt như ký ức buồn của người Nhật. Thai Lăng vui sướng cướp lấy bí kíp thần long, rồi hốt hoảng tưởng mình bị mù, hoặc tưởng đây là bí kíp thấu hiểu phụ nữ vì nó trống trơn. Hắn điên tiết đấm vào bụng Po, nhưng chẳng hề hấn gì, thậm chí còn bật ngược lại theo định luật 3 Newton. Po bắt đầu lấy nhu khắc cương, biến bản thân thành vũ khí, đánh cho Đại Lòng bầm dập. Thấy đối thủ bắt đầu ngất ngư con cá ngừ, Po tung tuyệt chiều có tên ngón tay Wuxi, quét tan kẻ địch, trả lại sự bình yên cho thung lũng. Chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Po, Ngũ Đại Hảo Kiệt chắp tay đầy khâm phục và nhận cậu làm sư phụ. Sifu cũng xin lỗi và thừa nhận Po chính là thần Long Đại Hiệp trong truyền thuyết. Và đó cũng là toàn bộ tình tiết của Võ Gấu Trung Hoa phần 1. Cuộc hành trình phía trước còn những trở ngại gì? Liệu Po có unlock được bản năng vô cực và khai phá nội lực? Tử Cuồng Trúc. Theo chân gấu trúc Trần Đức, Po tiến hóa từ một con gấu béo chảy mỡ trở thành thần Long Đại Hiệp, chịu trách nhiệm bảo vệ người dân trong thung lũng. Nhưng thay vì đối mặt với lũ đầu trộm đuôi cướp, thách thức Po cùng Ngũ Đại Súc Vật lần này là Shen, một con công thích vịch pháo, hứa hẹn một cuộc thư hùng đầy hấp dẫn trên thế giới động vật. Tôi là quản quại và không hề ngần ngại đem đến phần 2 của Kung Fu Panda. Bối cảnh phim bắt đầu 20 năm trước, khi loài khổng tước cai trị cùng môn thành, mang lại sự ấm no và hạnh phúc cho dân chúng. Ít nhất là đến khi Thái tử Shen phát hiện ra pháo hoa, muốn dùng nó để thống trị thiên hạ. Bố mẹ của Shen là Công. Công gọi điện cho Dương bà nhờ xuất quẻ. Bà tiên tri rằng nếu tiếp tục con đường tà đạo, Shen sẽ bị tiêu diệt bởi một đại hiệp mình đen và trắng, mật danh là Nokia 1280. Nghe lén được thông tin, hắn lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt loài gấu trúc nhằm thay đổi số mệnh. Chính vì hành động này, Shen bị trục xuất khỏi kinh thành mãi mãi, đẩy đến Summoner's Rift, trở thành một con tướng game lồn nào cũng bị đè. Hắn thề sẽ quay trở lại và khiến toàn thần châu phải quỳ gối, ôm giấc mộng báo thù, tình cũ nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách. Shen đốc thúc đám lính trung thành ngày đêm chế tạo pháo hoa, ra lệnh cướp kim loại từ các ngôi làng, đặt nền móng cho trận chiến giữa thiện và ác. Trở lại với thực tại, lúc này Lê Po đang ra sức luyện tập cờ mõm thì được sư phụ Sifu, người đang cố học thuật tĩnh tâm, triệu đến. Nhìn thấy khả năng đặc biệt của sư phụ, Po rất muốn được chuyển dạy, nhưng khi nghe phải nhịn ăn nhịn uống để hấp thụ tinh hoa đất trời, cậu suýt chạy còn mẹ nó mất. Đúng lúc này, Hồ Tỷ xuất hiện báo Nhạc Gia Tràng đã bị tấn công bởi đám sói thuộc hạ của Shen. Chúng đang định cướp toàn bộ kim loại đi thì Po cùng Ngũ Đại Hào Kiệt kịp thời xuất hiện, hai phe lao vào nhau và ao trình là điều thấy rõ. Thất thế, lũ sói rút lui, nhưng tên đầu đàn vẫn ngoan cố tấn công. Bất ngờ, dấu ấn trên trang phục của hắn khiến Po mất tập trung và xuất hiện một ảo ảnh. Cậu ăn nguyên một búa, còn hắn thì chạy mất. Nhận ra điều bất thường, Po lập tức về hỏi chuyện cha, ngỗng Pinh. Cậu không còn tin vào câu chuyện sinh con từ nách và nói hình như mình đã nhìn thấy mẹ đẻ. Thế là Pinh ngậm ngùi kể về việc đã nhận nuôi Po trong một chiếc giỏ vô tình được đưa đến quán mì. Chú gấu trúc nhỏ quá dễ thương nên ông đã nhận nuôi và trở thành bố của cậu. Câu chuyện chỉ có vậy, hoàn toàn không thỏa mãn được Po. Chưa kịp tìm hiểu thêm thì Sifu đã gọi cậu về, báo rằng các vị sư phụ canh giữ cung môn thành đã bị Shen tấn công. Hắn sử dụng một khẩu súng to và sần sùi, nã phá họ cho đến chết. Do đó, nhiệm vụ đánh bại Shen được giao cho Thần Long Đại Hiệp. Pinh chuẩn bị cho con trai trạng thái chiến đấu tốt nhất bằng cách mang đến toán búp bê. Chuyến hành trình đến cung môn thành chính thức bắt đầu, vô cùng gian nan và vất vả. Không những thế, trong giấc mơ, Po còn thấy bản thân bị cha mẹ bỏ rơi, nên giật mình tỉnh dậy, tìm cách tĩnh tâm nhưng thất bại. Thấy sư đệ buồn bã, Ngũ Đại Hào Kiệt cùng nhau an ủi. Ta cũng muốn một lần được buồn vì cha, nhưng mà ông bị vợ nhai đầu mất tiêu rồi. Đúng lúc này, cả nhóm đến được cung môn thành, nơi Shen đang chuẩn bị súng tấn công và sẽ trừng phạt thần châu trong vòng 3 ngày nữa. Hắn muốn Dương bà xác nhận tương lai rực rỡ, nhưng vẫn nhận được lời tiên tri như ngày trước, người sẽ bị đánh bại bởi một đại hiệp mình trắng và đen. Shen đang giật mình vì nghĩ đã giết hết gấu trúc thì tên sói chỉ huy lao vào cấp báo chuyện về Po. Ngay lập tức, hắn ra lệnh truy sát thần Long Đại Hiệp, người lúc này đang tìm cách xâm nhập vào cung điện và di chuyển một cách lén lút. Vô cùng lén lút. Nhìn thấy bầy sói đang vơ vét tài sản của dân chúng, cả nhóm quyết định hành nghiệp trượng nghĩa. Nhờ đó, họ biết được nhiều sư phụ và Ngạc sư phụ còn sống, nhưng bị giam trong ngục cùng môn. Cùng lúc đó, lũ sói phát hiện ra điều bất thường, vây bắt cả nhóm, cứ ngỡ là đã đến đường cùng. Nhưng Po cùng Ngũ Đại Hào Kiệt đã kịp trốn đi, họ tấn công ngục cùng môn với ý định giải cứu hai vị sư phụ. Tuy nhiên, bị Shen dọa biến thành giày Lacoste và chống ra.
Cả hai từ chối chiến đấu, nói rằng Cung Phu đã chết. Nghe thấy điều đó, Po quyết định tự mình hành động, nhưng điều cần bây giờ là thoát khỏi đây. Khi lũ sói đã đánh hơi thấy, cả nhóm lật ngược tới cờ, đuổi theo tên đầu đàn. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn, Po tiếp cận được hắn, tặng cho vô số quyền vào mồm và cuối cùng là hạ gục tên sói. Nhưng chưa kịp vui mừng thì họ nhận ra đây chính là nơi Shen ở. Po ngay lập tức dũng cảm đầu hàng, rồi cả nhóm bị khóa cứng bằng gông bát huyệt. Cậu được đưa đến đối mặt với Shen, nhanh tay phá nát khẩu pháo. Và ngạc nhiên chưa, khẩu pháo thật ở đây cơ mà. Shen ra lệnh giết tất cả, nhưng mãi không khai hỏa được vì bọn ngựa đã dập mồi lửa. Thì ra, kẻ bị khóa trong gông chỉ là hình nộ. Đúng lúc này, Viper phá được ổ khóa, giải thoát cho cả nhóm. Họ lập tức hủy đi khẩu tấn công, còn Po đuổi theo Shen. Nhưng ngào ảnh lại hiện lên, khiến cậu đứng hình và để tên khổng tước trốn mất. Hắn bay sang tòa tháp đối diện, ra lệnh nổ pháo tiêu diệt nhóm anh hùng. Po và Ngũ Đại Hào Kiệt kịp nhảy ra, tí thì chết. Thấy có sự can thiệp từ bên ngoài, Shen thay đổi kế hoạch, lập tức ra lệnh trinh phạt Thần Châu và phá bắt đầu được lũ sói chất lên thuyền. Bên kia chiến tuyến, nhóm của Po trở lại ngục cung môn, cậu nói mình cố tình để Shen chạy thoát. Tuy nhiên hổ tỷ không tin, buộc Po phải thú nhận rằng hắn đã có mặt trong cái đêm gia đình cậu bị giết. Tigress hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn yêu cầu Thần Long Đại Hiệp không tham chiến. Sau đó cùng Ngũ Đại Hào Kiệt âm thầm đến chỗ Shen, họ lên kế hoạch dùng thuốc nổ đánh sập tòa tháp. Không biết rằng Po đã bí mật đi theo và chạm mặt với tên khổng tước trước. Cậu tra hỏi về những điều đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng Shen đánh lạc hướng rồi cắt đứt dây xích, khiến Po chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu. Đúng lúc này, Ngũ Đại Hào Kiệt mang thuốc nổ đến tặng cho bầy sói, thấy đứa em đang lơ lửng nên vội vã đòi lại quà. Phía trên, Po tiếp cận được Shen, múa chảo để chuẩn bị rang cơm. Một lần nữa, cậu bị hắn mụ mẫm đầu óc rồi rơi vào tầm ngắm của đại pháo. Po vội giơ cái chảo ra chắn, nhưng vẫn bị bắn bay đi mất. Cậu may mắn không chết và được Dương bà giang tay cứu giúp. Bà kể câu chuyện quá khứ của Po, sinh ra trong một làng gấu trúc tuyệt đẹp, cho đến khi bị Shen tàn sát, bố đã ở lại giữ chân lũ sói, còn mẹ đặt cậu vào trong giò củ cải, đánh lạc hướng đám sát nhân, rồi để Po vô tình đến với quán mì của Ping. Toàn bộ quá khứ dội về, giúp Po lấy lại tự tin, hoàn toàn biết mình phải làm gì. Đó là ấn subscribe cho The Reviewer và lấy một cái mũ để tấn công Shen. Trong khi đó, Ngũ Đại Hào Kiệt đã bị khống chế, được thông báo sẽ chết cùng với Cung Phu. Nhưng từ xa xa, Po xuất hiện ngầu đét. Cậu dùng Thôi Sơn Cước định cắt đứt dây chói giải cứu huynh đệ, nhưng ném gà thật sự quê vãi lìn. Shen ra lệnh cho thuộc hạ hướng súng về phía Po, buộc cậu phải sử dụng né quyền, vớ được một cái dìu và ném về phía Ngũ Đại Hào Kiệt, mang lại ánh sáng của sự tự do. Cả nhóm bắt đầu tả xung hữu đột, bất ngờ có được sự trợ giúp từ Ngưu sư phụ và Ngạc Ngư sư phụ. Thì ra Shifu đã thuyết phục cả hai ra khỏi hang MU. Cùng nhau họ lao đến phía Shen, buộc hắn nã đạn bất chấp người của mình, khiến tất cả bị đánh bay. Nhìn huynh đệ đau đớn gục ngã, Po một mình chống mafia, tập trung nhớ về sự tĩnh tâm mà Shifu đã dạy. Cậu tưởng tượng viên pháo là giọt nước và khống chế được nó, dù cháy còn mẹ nó lông. Không tin vào mắt mình, Shen ra lệnh bắn tiếp, nhưng đều bị Po chặn lại hết. Cậu còn sử dụng chiêu bát quái, đúng như lời sấm truyền của Dương bà, ném viên pháo ngược lại phía Shen, phá hủy con tàu khiến hắn bàng hoàng, đồng thời nói ta có thể lựa chọn con người mà mình trở thành. Nhưng Shen bảo mấy thằng nói đạo lý thường sống như lùn, tấn công Po để rồi gậy ông đập lưng ông, bị chính khẩu pháo của mình đè chết. Lúc này pháo hoa nổ ra chúc mừng chiến thắng của phe chính nghĩa. Po thì trở về chung vui với cha Ping. Trong khi ở một nơi tiên cảnh bí mật, một ông gấu trúc thốt lên thì ra nó vẫn còn sống, đúng là con trai của ta. Mở ra phần 3 của series, và đó là Kung Fu Panda 2, một con trâu điên trở về từ cõi chết, ôm mộng hút cạn sinh lực của đàn ông để trở thành vua của thế giới. Liệu có phải trở ngại với Thần Long Đại Hiệp? Tất cả sẽ có trong recap sản Kung Fu Panda phần 3. Bộ phim bắt đầu từ cõi linh hồn cùng đại sứ Oakway, người không có nhiều đất diễn lắm trong mấy phần trước. Một con dao phay phóng đến cùng với phản diện của phim là Kai. Kai này không có ba nên sử dụng song đao thay vì sấp bài magic. Hắn và Quy Đầu sư phụ là bạn cũ nên Oakway nâng tay đánh trả bằng 100% công lực, để rồi ngay lập tức bị đánh bại. Thì ra sau bao năm bị nhốt tại cõi linh hồn, Kai đã cướp khí của các vị sư phụ khác trở nên mạnh mẽ, và chỉ cần hấp thụ thêm khí của Oakway là có thể trở về trần thế. Người sẽ ngăn cản hắn đương nhiên lại là Po, lúc này đang đóng vai fan của Naruto và chưa biết gì về mối nguy sắp đến. Cậu cùng Ngũ Đại Hào Kiệt xuất hiện ngầu lòi chỉ để mua đồ ăn từ chỗ của ông Ping, nhưng quên phần của Shifu nên bị dỗi. Ông nói từ giờ Thần Long Đại Hiệp sẽ dạy võ thay thầy, bất đắc dĩ khiến Po trở thành sư phụ của mọi người. Do không biết phải kiểu gì, cậu biến nơi luyện tập thành trò cười, và Ngũ Đại Hào Kiệt thành ngũ đại phế vật, nghĩ mình không xứng đáng để dạy người khác. Cậu buồn bã chia sẻ với sư phụ Shifu, nhưng ông lại nói Quỳ Lão đã thấy sự vĩ đại trong Po, khuyên cậu hãy tự tin vào chính mình. Shifu còn biểu diễn kỹ năng sử dụng khí, thứ năng lượng chảy trong vạn vật. Uầy, hay thế, sư phụ dạy dạy còn làm trò này chứ. Khờ, mày phải đứng lớp thì ta mới có thời gian tập cái này chứ. Ông còn dặn Po hãy là chính mình, đồng thời làm tốt sứ mệnh được giao. Trong lúc đó, thông qua cánh cửa thần kỳ, Kai đã đến được thực tại, triệu hồi đám thầy ma Ngọc Bích với mục đích tìm ra đệ tử của Oakway. Về phần Po, thấy chán nản nên trở về nhà tìm kiếm niềm vui trong cái bồn tắm. Đúng lúc này, có thông báo rằng kỷ lục ăn bánh bao của cậu đã bị phá vỡ bởi một ông gấu trúc, cũng chính là bố đẻ của Po, tên là Lý. Sự xuất hiện của ông khiến Po sung sướng, còn Ping thì cảm thấy khó chịu. Nhưng Po là gấu trúc cuối cùng mà, right?
Không, chúng tôi còn có cả làng cơ nhé. Cụ thể ở đâu thì còn lâu mới nói. Ông nói mình đến đây tìm con vì nhận được một thông điệp từ vũ trụ. Ngay lập tức, Po đưa cha đến Điện Ngọc để khoe thành tích. Nhưng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, nên khỏi phải bàn về độ trầu của hai bố con. Họ nhanh chóng phá banh chành sảnh điện. Trước sự ngạc nhiên đến phát điên của Shifu và các đệ tử, đúng lúc này tín hiệu cầu cứu vang lên, thông báo thung lũng đã bị tấn công bởi lũ thầy ma ngọc bích. Chúng đều là xác của các sư phụ thời trước nên khả năng combat thượng thừa, mạnh đến nỗi không ăn được mấy cái bánh bao của Po. Kai thông qua cưng thi ngọc nói sẽ cướp khí từ thần long đại hiệp, nhưng cả nhóm lúc này vẫn không biết Kai là thằng đầu bụi nào, nên hắn dỗi vãi đái rồi thủ quân. Shifu thì dẫn học trò trở về thư phòng tra cứu tài liệu của quy đầu sư phụ, phát hiện ra rằng khi xưa Kai và Ogway game nào cũng kề vai sát cánh, cho đến khi đại sư phụ trọng thương phải đưa lên núi để chữa trị, Ogway được gia đình gấu trúc dùng khí để nấu món rùa cách thủy rồi dạy ông cách cho đi khí công, nhưng Kai lại muốn chiếm nó cho riêng mình nên quy đầu sư phụ phải ngăn lại. Đau đớn đẩy hắn đến cõi linh hồn, ông tiên tri rằng một ngày nào đó Kai sẽ trở lại và chỉ bậc thầy khí sư mới có thể ngăn được. Thế là Lý nói sẽ dạy con trai vận khí với điều kiện phải cùng nhau đến ngôi làng bí mật của gấu trúc. Sư phụ Shifu thì yêu cầu Sếu và bọ ngựa đi tìm dấu vết của Kai, nhưng bất ngờ bị hắn phát hiện, hút khí, trở thành một phần của đội quân Ngọc Bích. Trong lúc đó, Po cùng cha Lý đang trên đường đến ngôi làng bí mật, thì phát hiện ra Ping, người cha nuôi sợ mất con nên bí mật bám theo. Trải qua bao gian truân và vất vả, họ đến được nhà của Elsa, phát hiện ra ngôi làng gấu trúc đẹp một cách tuyệt diệu, khiến Po xúc động vì không còn phải nằm trong danh sách đỏ. Cậu khám phá được nhiều tiềm năng của giống loài như Rickroll, thoải mái ăn bánh bao mà không cần dùng đến đũa, hay khả năng múa lụa cực đỉnh. Đây chắc chắn là nơi cậu thuộc về. Nhưng vui chơi không quên nhiệm vụ, Po vẫn còn bộ môn khí công cần phải học. Nhưng ông Lý lại chỉ dạy cho con trai về việc gấu trúc sống như nào, đồng thời cho cậu biết về quá khứ, rằng mẹ đã hy sinh để giữ Po được sống, nên cậu hứa sẽ không bao giờ rời xa cha nữa. Trong lúc đó tại Ngọc Điện, vô số thông báo mất tích của các vị sư phụ được gửi đến. Shifu nhận ra Kai đang hành động. Lúc này, Sếu và bọ ngựa quay trở lại, dẫn theo tên châu điên, mở ra trận chiến giữa hai phe. Sức mạnh của Kai là quá lớn, nhanh chóng phong ấn khí của Monkey và Viper, rồi cuối cùng khống chế Shifu với 36 kế, chuẩn là thượng sách. Hổ trốn đi, tìm đến ngôi làng gấu trúc để báo cho Po. Vãi lòng thế mà từ đầu tôi tưởng cái làng ấy bí mật lắm. Ngay lập tức, thần long đại hiệp muốn học khí công, nhưng lúc này Lý mới nói rằng bản thân chỉ biết khí oxy, hoặc cùng lắm là khí cười. Ông đưa Po về chỉ vì sợ Kai sẽ giết con trai, điều này trực tiếp đả kích Po, khiến cậu quyết định tử cha cậu luôn, và sẽ tự mình ngăn tên châu điên. Lúc này, Kai cũng đã thấy dấu chân trên mặt đất, hướng thẳng đến ngôi làng gấu trúc, còn Ping tìm đến Lý, nói tình cha còn là thứ thiêng liêng, giúp ông gấu hiểu ra rằng mình phải dũng cảm đối mặt. Trong lúc đó, Po định sử dụng chiêu vô tích tỏa chỉ công, ngón tay Gucci để tiễn Kai về với cõi linh hồn. Nhưng hổ tỷ nói cậu sẽ không thể vượt qua được đám cương thi ngọc. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, thì bước ngoặt của bộ phim xuất hiện. Khi ông Lý, Ping cùng cả làng gấu trúc sẵn sàng giúp đỡ, nhớ đến lời dạy của Shifu, Po muốn mỗi người phát huy điểm mạnh của chính mình với mục đích duy nhất, đánh lạc hướng đám cương thi ngọc. Để cậu tiếp cận Kai, Po hướng dẫn mọi người luyện tập, trong khi tên châu điên tìm đến nơi, thả đám zombie ra đuổi bắt thần long đại hiệp. Tất cả các cao thủ đều chuyển thành màu xanh, trừ bọ ngựa, vì còn bọ ngựa này màu xanh. Theo những gì đã được phân công, từng đội chiến thuật bắt đầu cản đám cương thi, khiến Kai xây sầm mặt mày. Ngay cả Lý và Ping cũng mặc giáp tham chiến, giúp Po thừa cơ lao thẳng đến chỗ Kai để sử dụng ngón tay Gucci. Và thế là hết. Good. Kai là một kẻ trở về từ cõi linh hồn, nên chiều này hoàn toàn vô dụng. Đám cương thi ngọc được rút về, còn hắn bắt đầu lao vào Po. Cậu nhanh chóng bị đánh bại, nhưng nhận ra bản thân là người thường, có thể hy sinh để cứu cả làng. Thế là Po ôm chặt Kai, sử dụng chiêu lên chính mình, cùng hắn đến cõi linh hồn. Tên châu điên lên, định hút khí của Po, nhưng phía bên kia, ông Lý tập trung tất cả lại, hiểu ra bản chất mình là ai và Po quan trọng như nào với mọi người. Điều thần kỳ xảy ra, đưa khí của mọi người truyền đến thần long đại hiệp, giải thoát cậu khỏi sự trói buộc. Po bắt đầu múa quạt trên không trung, tạo ra rồng thần bằng linh hồn, đảo ngược thế cờ và bón hành cho tên châu điên. Cuối cùng, cậu vận Kamezoko truyền toàn bộ khí vào người Kai, năng lượng càng cao, tiền điện càng nhiều, hắn biến thành một cục pin quá tải, rồi nổ tung thành từng mảnh, giải thoát cho các vị sư phụ quay về thế giới thực, trừ Po. Tại cõi linh hồn, quy đầu sư phụ hiện lên, nói chính ông đã gửi tín hiệu cầu cứu cho cha cậu, vì biết Po là người có thể đánh bại Kai. Cuối cùng, ông giao chiếc trượng quý giá của mình cho thần long đại hiệp, rồi cậu trở về hiện thực, nhận được sự chào đón của tất cả mọi người. Kết phim, toàn thùng lũng hòa bình cùng tập võ dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Po, và ai ai cũng trở thành Iron Man. Đó là kết thúc của Kung Fu Panda phần 3. Tôi là Quản Quại, xin chào và... À mà thôi, nhớ subscribe cho The Reviewer.